Ta có một mảnh giấy nhớ đầu tiên. Mô thần kinh nhá, khái niệm mô thần kinh là những cái thành phần mô mà nó cấu tạo nên hệ thần kinh. Vậy thì mô thần kinh có ở đâu? Theo các em này, một là ở não và tủy sống, hai là hầu hết các nơi trong cơ thể. Đó, thì trả lời câu hỏi này cho cô này. Theo các em, mô thần kinh nó có ở đâu? Bây giờ sẽ gọi một bạn thử nhá, bạn chị Mỹ Tâm xáo rau nào. Đâu rồi? Mỹ Tâm xáo rau đâu rồi em? Bây giờ không có ai trả lời mình thế này. Đào Ngọc Khiêm. Bây giờ tụi này điều cái danh sách này vào để điểm danh thôi. Em đây ạ. Em đây hả? Em có biết cô vừa nói gì không? Em chỉ nghe thấy cô bảo chị Mỹ Tâm xào rau. Trời đất ạ. Cô đang hỏi em cái câu hỏi đang ở trên màn hình như kìa. Và cô gọi bạn chị Mỹ Tâm xào rau nhưng không thấy bạn ấy trả lời. Đến bây giờ vẫn không thấy bạn ấy đâu. À, thế em nghĩ chắc là hầu hết các nơi trong cơ thể. Hầu hết các nơi trong cơ thể. Thế tại sao nó không phải là ở não và tủy? Thần kinh cơ mà. Thần kinh cũng có ở trong cơ thể thì cả não và tủy cả não và tủy thì cũng là tính ở trong cơ thể được còn gì ạ? Được rồi, cảm ơn em. Mô thần kinh nhá, mô thần kinh cấu tạo nên hệ thần kinh này, thì chúng ta có ở trong cơ thể mình. Khi mà nói đến thần kinh ấy thì chúng ta hay nghĩ ngay đến não và tủy sống, đúng không nào? Não và tủy sống mình gọi là thần kinh trung ương. Thế còn ngoài cái thần kinh trung ương đó ra ấy, thì từ não và tủy này sẽ còn có các dây thần kinh ở phía ngoài này, các hạch thần kinh này, rồi các tận cùng thần kinh nó đi đến từng cơ quan nữa, rồi ngay dưới da này cũng có các tận cùng thần kinh cảm giác, đúng không nào? Để mình cảm nhận này. Rồi tất cả các cái cơ này, từng cái thớ cơ nhỏ trong cơ thể mình nó hoạt động được là do có thần kinh chi phối. Đó, cho nên là khi mà chúng ta nói mô thần kinh ở đâu thì không phải là chỉ có não và tủy mà nó ở hầu hết các nơi trong cơ thể. Hầu hết nhá, chứ còn có một số nơi cũng không có thần kinh đâu. Ví dụ như là ở các cái cấu trúc răng, tóc, móng này, đúng không nào? Thì nó không có thần kinh. Răng là cái men răng bên ngoài nhá. Khi mà vỡ cái men răng bên ngoài ra đến bên trong đến tủy ấy, thì nó đau thấu trời ấy, thì đấy lại là có thần kinh rồi, đúng không nào? Ở móng không có này, ở tóc không có này. Và ở trên da mình thì có cái lớp sừng bên ngoài cùng ấy, những cái chỗ mà lớp sừng nó dày, ví dụ như là ở gót chân hoặc là ở trái tay ấy, thì các em có cắt đi mình cũng không thấy cảm giác đau ấy, và mình sờ lên nó thì mình cũng cảm nhận là rất là ít cảm giác ấy, vì ở cái vùng đấy cũng không có các đầu thần kinh nó chi phối, không có các tận cùng thần kinh nó chạy đến đấy. Còn lại thì hầu hết các nơi trong cơ thể nó đều có sự xen kẽ của mô thần kinh ở trong các cái cấu trúc cơ quan nhé. Thế thì mình sẽ đi vào cấu tạo của mô thần kinh. Mô thần kinh nó gồm có hai thành phần thôi. Thành phần thứ nhất, hai thành phần tế bào nhé. Thành phần thứ nhất là neuron và thứ hai là tế bào thần kinh đệm. Mình thường nói là chức năng của mô thần kinh là tiếp nhận thông tin này, phân tích các thông tin đó và dẫn truyền từ nơi cảm ứng đến cơ quan thần kinh này. Trung tâm rồi thần kinh sẽ xử lý này. Sau đó thì mô thần kinh sẽ trả lại các cái đáp ứng tương ứng, đúng không nào? Thì tất cả các cái chức năng của mô thần kinh đó nó được thực hiện bởi cái loại tế bào là neuron nhé. Là neuron. Neuron được coi là đơn vị chức năng của hệ thần kinh. Nó cũng giống như là mình nói là tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể, thì neuron là đơn vị chức năng của hệ thần kinh. Về cái số lượng neuron thần kinh ở trong cơ thể mình thì đến bây giờ nó vẫn rất là tranh cãi. Ở trong sách em ghi là 100 tỷ, đúng không nào? Tuy nhiên thì cái con số neuron thần kinh ở mỗi một người, mỗi một cơ thể, mỗi một cá thể là không giống nhau. Người ta thấy là cái biên độ chênh lệch của neuron thần kinh nó rất là rộng, nó từ 10 mũ 9 cho đến 100 mũ 9. Tức biên độ rất là lớn nhá. Và
60 đến 70% neuron thần kinh thì nằm ở vỏ não, nằm ở trong chất xám vỏ não. Và hầu hết các neuron này thì người ta nói là đã có mặt ngay từ khi cá thể được sinh ra đời rồi. Tức là khi mà chúng ta là một em bé vừa ra đời thì cái số neuron của chúng ta ấy nó gần như là nó tương tự với số neuron mà khi các em đang ngồi học ở đây rồi. Hiểu không nào? Các em bây giờ với các em vào cái thời điểm mới sinh ra ấy, neuron của chúng ta nó tương tự như nhau và neuron thì gần như là không còn khả năng phân chia nữa. Ở đây thì mình nói là ít khả năng phân chia nhá, ít khả năng phân chia. Thế còn bây giờ ấy, người ta đang nghiên cứu sâu hơn về mô thần kinh thì người ta thấy là neuron nó vẫn còn tiềm năng, nó có thể phân chia được tiếp, cho nên là vẫn còn có thể, nhưng mà cái đấy thì ít thôi và bây giờ vẫn đang trong nghiên cứu, hiểu như nào? Chứ bây giờ người ta không khẳng định là neuron thần kinh nó không phân chia như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa là các sách vở đã khẳng định là neuron là tế bào đã biệt hóa cao và không còn phân chia nữa. Đó, thì cái khái niệm không còn phân chia nữa là bây giờ đã được bác bỏ rồi và người ta đang xây dựng lại những cái khái niệm mới ở phần này. Để trên nào? Đấy là tế bào thứ nhất, đấy là neuron. Loại tế bào thứ hai, ở đây là tế bào thần kinh đệm. Tế bào thần kinh đệm thì nó không có cái chức năng là tiếp nhận, phân tích, dẫn truyền như là thằng neuron, mà nó làm cái chức năng khác, nó sẽ đệm lót cho các cái neuron này để nó giữ cho các cấu trúc của các cái cấu trúc thần kinh nó được bền vững này. Nó dinh dưỡng cho neuron, nó cung cấp chất dinh dưỡng cho neuron và nó bảo vệ neuron nữa. Và các cái tế bào thần kinh đệm này nó được coi như là mô liên kết của hệ thần kinh. Vừa nãy mình học mô cơ ấy thì mình thấy là cái mô liên kết ở giữa cái mô cơ vân ấy, ví dụ ở giữa mô cơ vân nhá, có phải là nó sẽ len lỏi giữa các tế bào cơ vân này, nó liên kết các tế bào đó với nhau đúng không? Đồng thời thì sao, nó mang mạch máu đến, mạch máu đấy nó sẽ mang dinh dưỡng, nó sẽ mang oxy đến để nuôi dưỡng cho tế bào cơ, phục vụ cho hoạt động của tế bào cơ đúng nào? Thế thì ở trong mô thần kinh ấy, cái tế bào thần kinh đệm nó sẽ làm những cái nhiệm vụ đó. Và tế bào thần kinh đệm thì được coi như là mô liên kết của hệ thần kinh. Số lượng của nó thì nhiều hơn so với neuron. Trung bình nhá, thì người ta ước tính là cứ một thằng neuron nó sẽ được chăm sóc bởi 10 thằng tế bào thần kinh đệm. Như nào? Như vậy thì cái số lượng neuron ấy nó lớn hơn, à xin lỗi các em, số lượng tế bào thần kinh đệm nó lớn hơn số lượng neuron rất là nhiều. Thế nhưng mà xét về kích thước thì thằng này nó lại rất là nhỏ. Nó nhỏ hơn thằng neuron. Cho nên là nếu mà mang ra so sánh về thể tích thì tổng thể tích của neuron với tổng thể tích của tế bào thần kinh đệm nó gần như là nó tương đương với nhau nhá. Mặc dù là về số lượng ấy thì thằng thần kinh đệm này nó nhiều hơn rất nhiều. Và cái tế bào này thì còn khả năng phân bào nhá. Còn khả năng phân bào, cho nên là chúng ta nghe thấy ung thư não, ví dụ nhá, ví dụ ung thư não chẳng hạn, thì thật ra là cái tế bào nào nó đang nhân chia không kiểm soát, không phải là neuron đâu, mà thường nhất nó là tế bào thần kinh đệm nhé. Các cái u não ấy, u tế bào thần kinh đệm như nào, hầu hết các u não ác tính, hầu hết các u não ác tính là do cái sự phân chia của tế bào thần kinh đệm. Neuron thì sao, mình nhìn lại này, ít khả năng phân chia, cho nên là bản chất ung thư não không phải là ung thư neuron đâu. Thế như nào? Cái mô thần kinh nó gồm có hai cái thành phần này và đây cũng sẽ là nội dung của cái bài hôm nay của chúng ta. Phần thứ nhất là phần neuron và phần thứ hai là phần tế bào thần kinh đệm. Mình sẽ đi vào neuron trước nhá. Neuron đây là cái cách viết ở trong sách này, mình đọc tên nó như thế này. Còn mình đọc tài liệu nước ngoài ấy, thì người ta sẽ viết cái chữ neuron đó như thế này nhá. Neuron này, về cấu tạo của nó ấy, nó sẽ có neuron là một tế bào đúng không? Một tế bào thần kinh. Cái tế bào đó nó sẽ gồm có thân, có nhánh và synapse. Đây này, đây là một cái tế bào. Đây là cái ví dụ nhá. Ví dụ về cấu tạo của một neuron vận động, tức là cái neuron này nó chỉ huy hoạt động của cái cơ này. Các bạn tắt mic đi nhé. Phần này thì ít câu hỏi thôi nên mình tắt mic đi cho nó đỡ vang nhé. Rồi. Cô xem bạn nào đang bật mic nào.
Ôi, cái bạn Nguyễn Hải Nam vừa bật mic không phải ở trong hai lớp mình đâu Nguyễn Hải Nam à? ạ. Nguyễn Hải Nam tên viết hoa ấy. Ok, thế thì chắc là ở À lớp mà chào khác. bà Giang đấy cô ạ. Thế à? Đâu? Hướng dẫn em nào. Nó chuồn rồi cô ạ. Nó chuồn rồi, nó đang đạo nhà em ấy. Em không biết nó là ai cả. Nguyễn Hải Nam à? Ừ, không phải ở lớp em, nhưng mà nếu mà nó ở trong cái 42 thì cô cũng sẽ tìm được nó mà. Thôi tiếp tục nhá. À, đây, neuron hay là cái tế bào thần kinh chính thức này nhá, tế bào thần kinh chính thức nó sẽ gồm có các cái bộ phận là thân, nhánh và synapse. Ở dưới này các em đang nhìn thấy ví dụ về cấu tạo của một cái neuron vận động, tức là cái neuron này, cái thằng neuron này này, nó chỉ huy cho hoạt động của cái cơ ở đây, đây là các cái cơ vân, thế nào nhá, các cái cơ vân. Thì cấu tạo của nó này, cấu tạo thằng neuron nó sẽ gồm có cái này, đây chính là thân này. Từ thân nó sẽ tỏa ra các nhánh mình sẽ có hai loại là sợi trục này, thường chỉ có một cái sợi trục thôi, nó sẽ là cái sợi lớn nhất, dài nhất, đây là sợi trục này. Và các cái sợi nhánh đây là các sợi nhánh, và sẽ có một cái nữa là synapse. Synapse là chỗ nào? Synapse là cái chỗ tiếp xúc cuối cùng của các cái sợi nhánh này với neuron bên cạnh, hoặc là các cái chỗ cuối cùng của cái sợi trục này, thế nào, tận cùng của các nhánh thì là synapse nhé. Cái thân này, từ thân tỏa ra các nhánh và cái điểm tận cùng của các nhánh thì chúng ta có synapse. Về nhánh thì mình có hai loại nhánh là sợi trục và sợi nhánh. Hai cái loại sợi trục và sợi nhánh này nó sẽ tùy từng cái neuron, tùy từng vị trí mà nó sẽ kết hợp với các cái cấu trúc khác để tạo nên các loại sợi thần kinh. Thì mình có ba loại sợi thần kinh là sợi có myelin, sợi không có myelin và sợi trần. Ba loại sợi thần kinh này nhé, nó có thể là sợi trục hoặc là sợi nhánh của neuron. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt thân trước, sau đó đến nhánh này. Nhánh mình sẽ tìm hiểu sợi trục, sợi nhánh, rồi cách cái hình thành của ba loại sợi thần kinh này, và cuối cùng là synapse, đấy là nội dung neuron nhé. Thế thì thân neuron là cái trung tâm của nó, trung tâm gọi là đầu não của cái neuron đi. Các cái thông tin sẽ được tiếp nhận ở đây, tiếp nhận, phân tích và xử lý ở trong này. Vị trí của neuron nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở chất xám của hệ thần kinh trung ương. Hệ thần kinh trung ương là gồm có não và tủy sống ấy. Thì cái vùng chất xám nó chính là cái nơi chứa thân neuron. Cái nào? Cái vỏ não này và cái phần chất xám của tủy sống nó nằm ở trung tâm của tủy sống ấy, nằm ở phần giữa của tủy ấy, thì nó là nơi nằm của cái thân neuron nhé. Và thân neuron này nó còn nằm ở trong hạch thần kinh ngoại vi nữa. Hạch thần kinh ngoại vi nữa, đây là hai cái vị trí có thân neuron. Về hình dạng này thì thân hình dạng và kích thước của nó thì rất là đa dạng. Những cái tế bào cái những cái neuron mà lớn nhất thì nó là các cái tế bào tháp ở vỏ não. Tế bào tháp ở vỏ não kích thước nó có thể đến 130 micromet cho cái thân neuron. Còn những cái tế bào nhỏ nhất thì là tế bào hạt ở tiểu não, nó chỉ khoảng 4 đến 5 micromet thôi. Như vậy thì nó chênh lệch cũng khá là nhiều đúng không nào? Nó chênh lệch tầm mấy chục lần ý, đúng không? Các cái thành phần này thì trong thân neuron nó sẽ có một cái nhân thường nằm ở chính giữa thân neuron này. Nhân này khá là lớn. Trong nhân thì chất nhiễm sắc phân tán, tức là các cái nhiễm sắc thể trong này nó đang duỗi xoắn đúng không nào? Nó đang duỗi xoắn, cho nên là mình nhìn cái nhân này nó sẽ khá là mịn, và ở trong các cái neuron các em sẽ thấy nó có một cái hạt nhân nó nổi rất là rõ. Mình học hồi cấp 3 thì mình nhớ rồi đúng không nào? Hạt nhân chính là nơi chứa các cái ARN thông tin, các cái mRNA đúng không nào? ARN thông tin. Như vậy thì ở nhân này thì chất nhiễm sắc nó cái nhiễm sắc thể nó duỗi xoắn, cho nên là nhìn cái chất nhiễm sắc nó rất là mịn này. Đồng thời với lại ARN thông tin nó tập trung rất là nhiều.
đấy thể hiện một cái đặc điểm của neuron, tức là nó có cái sự tổng hợp chất diễn ra rất mạnh mẽ, hiểu nào? Tổng hợp chất mạnh mẽ. Các bào quan của trong nó thì có lưới nội bào có hạt phát triển. Ở đây lưới nội bào có hạt là các lưới nội bào có hạt là các cái cấu trúc màu xanh này. Lưới nội bào có hạt. Các cái lưới nội bào này nó sẽ ở xung quanh nó sẽ có các cái ribosome. Ribosome có thể gắn với lưới nội bào có hạt, gắn với lưới nội bào có hạt này, hoặc là nó nằm tự do. Đây là cái hình ảnh chụp dưới kính hiển vi điện tử này. Đây là các cái dải lưới nội bào có hạt này. Xung quanh nó rất nhiều cái chấm này, chính là các cái ribosome. Nó có thể đang liên kết với lưới nội bào hạt hoặc là ribosome tự do. Toàn bộ cái cấu trúc này người ta gọi nó là thể NIST hay là thể da báo. Thể da báo khi mà nhuộm mà bằng thuốc nhuộm xanh toluidine, tức là cái thuốc nhuộm mà cho màu kiềm ấy, bắt màu kiềm ấy, thì cấu trúc này này nó sẽ hiện lên thành, mình sẽ quan sát được.